Xin chào các bạn, chúng mình lại gặp lại nhau trong bản tin của S News vào ngày 8 tháng 4. Và không biết là trong ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có những tin tức nào đáng chú ý nhé. Sau những lùm xùm phát ngôn không đúng mực đến từ tuyển thủ Jared khi anh mong rằng dịch Covid-19 sẽ quay trở lại với Việt Nam và những hình phạt đã được ban hành, anh sẽ bị cấm vĩnh viễn tham gia thi đấu. Ngoài ra thì thầy giáo ba còn cho rằng vì Jared mà công ty đã thiệt hại đến 500 triệu đồng và trong thời gian sắp tới thì sẽ phải sa thải anh. Trong buổi stream gần nhất thì thầy giáo ba cũng đã chia sẻ về con số thiệt hại mà Jared đã để lại trước khi bị sa thải. Lời tâm sự nửa đùa nửa thật của thầy giáo ba như sau: tại vì nhờ các vụ hàng lọc mà bây giờ thiệt hại bên công ty đã lên đến gần 400 đến 500 triệu rồi đó, anh em cứu nói giúp anh ba nhé. Sau đó thì thầy giáo ba cũng đã nói về vấn đề của Venus, chia sẻ về tương lai của anh chàng này trong team của SBTC Esports. Vậy là sau khi Jared bị sa thải, Venus sẽ là cái tên tiếp theo bay màu khỏi SBTC Esports. Theo lời của thầy giáo ba thì team này hạng 5 thành tích thì không tốt. Hằng Venus vừa vô team xong rồi đánh được đúng một trận, xong thì sau đó nói là có công việc riêng. Giờ là 3-4 tuần nay thì vẫn chưa thấy liên lạc được luôn, không biết là anh ấy bận cái gì công việc gì nữa. Bây giờ là không liên hệ được thì công ty vẫn quyết định hợp là cũng chuẩn bị sa thải Venus luôn. Chứ làm ăn kiểu đó thì thôi, sa thải chứ để làm gì nữa, khổ chưa. Rốt cuộc thì sau lời tâm sự này của thầy giáo ba, người hâm mộ cũng đã hiểu tại sao mà Slay không được thi đấu mà No Way lại là cái tên được thay thế vào chứ không phải là Venus. Có thể nói hành vi của Venus là định nghĩa của sự thiếu chuyên nghiệp của một bộ phận không ít tuyển thủ VCS hiện nay. Sẽ khó có team nào mà muốn mở lời chiêu mộ Venus sau khi chứng kiến lý do khiến anh bị sa thải khỏi SBTC Esports mùa này. Nhiều người còn cho rằng sự nghiệp thi đấu VCS của Venus cũng có thể sẽ kết thúc tại đây. Sau cùng thì VCS mùa xuân 2021 sẽ là mùa giải kết thúc của một nút trầm của SBTC Esports. Fan hâm mộ của đội tuyển này cũng đang rất tò mò về những cái tên sẽ trụ lại trong đội hình vào mùa sắp tới. Và những thông tin tiếp theo về sẽ luôn được S News chúng mình cập nhật một cách nhanh nhất từ bản tin. Mọi người đừng quên like, share cũng đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.